Trung Quốc gọi cựu binh trở lại quân đội, chuẩn bị chiến tranh. Trung Quốc mới gửi lệnh triệu tập cho một bộ phận quân nhân dự bị hải quân đã xuất ngũ quay trở lại và đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo đa chiều của Mỹ, đây được coi là động thái chuẩn bị cho chiến tranh của Trung Quốc nhằm đối phó lại phán quyết của tòa trọng tài thường trực PCA. Cụ thể theo thông báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA yêu cầu quân nhân đã xuất ngũ quay trở lại quân đội chấp hành nhiệm vụ thời gian từ ngày 10 đến 22 tháng 7. Thông báo nhấn mạnh, thực hiện nghĩa vụ quốc phòng theo pháp luật là trách nhiệm thiêng liêng mà quốc gia giao phó, đồng thời yêu cầu bất cứ đơn vị và các cá nhân không được cản trở. Giới quan sát phân tích căn cứ theo luật động viên quốc phòng của Trung Quốc, nếu có nhu cầu chuẩn bị cho chiến tranh, quân đội có thể kêu gọi những quân nhân từng phục vụ trong quân ngũ quay trở lại gia nhập bộ đội. Đặc biệt là những binh chủng mang tính kỹ thuật cao như hải quân và pháo binh, những quân nhân đã xuất ngũ chính là nguồn dự bị quan trọng. Tuy nhiên đến khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh, tài khoản Weibo của báo Giải phóng quân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đăng tải thông báo giải thích về sự việc này. Tờ này nói đây là hoạt động diễn tập bình thường niên của đội ngũ dân quân dự bị. Tài khoản này nhấn mạnh, có chiến tranh gọi tất về, đây là tiếng nói đồng lòng của rất nhiều cựu binh đã giải ngũ của chúng tôi. Đa chiều cho rằng hành động này mang hàm ý vô cùng sâu xa ngay trước thềm phán quyết của PCA, bởi nó không chỉ chứng minh rằng quân đội Trung Quốc đang thực sự chiêu mộ quân nhân phục viên, chủ yếu là hải quân. Hơn nữa, khẩu hiệu có chiến tranh gọi tất về phát đi thông điệp của Trung Quốc không ngại đối đầu trên Biển Đông sau phán quyết vụ kiện với Philippines. Đa chiều dẫn lời một nguồn tin khác tiết lộ, Bắc Kinh có thể gặp phải kết quả bất lợi sau phán quyết PCA, và mỹ cũng có khả năng dựa vào những quyết định liên quan để tạo ra sự thách thức mới nhằm vào trung quốc trên biển đông cho đến lúc này chính phủ trung quốc vẫn cứng rắn với lập trường không tham gia không chấp nhận kết quả phán quyết do cho rằng pca không có thẩm quyền thụ lý vụ án này đồng thời nước này đã dồn dập thể hiện thái độ công kích trên các phương tiện truyền thông đại chúng gia tăng vận động hành lang cũng như tổ chức phi pháp cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại vùng biển quần đảo hoàng sa của việt nam Trung Quốc đang đe dọa nhiều nước về phán quyết đường lưỡi bò. Hai ngày sau khi Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông. Ngày 14 tháng 7, giám đốc chương trình Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Mỹ, ông Jack Bolling nhận định phán quyết của PCA tạo sự khích lệ trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm ở vùng biển này. Ông Bolin cho rằng điểm quan trọng nhất trong phán quyết của PCA là tòa đã bác bỏ yêu sách quyền lịch sử đối với đường chính đoạn của Trung Quốc, đồng nghĩa khái niệm đường chính đoạn hoàn toàn bị xóa bỏ và không có giá trị pháp lý. Ông nhận định đây là phán quyết rất có ý nghĩa không chỉ đối với Philippines mà còn có cả các bên liên quan khác. Chuyên gia này đồng thời nhấn mạnh phán quyết của PCA là một sự kích lệ đối với nỗ lực giải quyết các tranh chấp hàng hải bằng biện pháp hòa bình và thông qua các cơ chế trọng tài quốc tế. Ông nói, với phán quyết của PCA, ít nhất hiện nay đã có khung pháp lý chung để các bên liên quan căn cứ gây đưa ra đòi hỏi của mình. Cùng ngày, phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Berlin dẫn nguồn tin báo Nam Đức SZ cho biết Trung Quốc đang đe dọa nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu EU liên quan đến phán quyết của PCA. Theo báo trên, từ ngày 13 tháng 7, EU đã nỗ lực tìm kiếm một quan điểm chung đối với phán quyết của PCA. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc đang gây sức ép rất mạnh đối với những quốc gia thành viên EU nhỏ hơn như Hy Lạp, Cộng hòa Xếp và Romania nhằm ngăn cản bộ tuyên bố liên quan của châu Âu. Báo trên cũng cho hay tranh chấp trên Biển Đông đang phụ bóng lên Hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác Á-Âu ASEM ở Ulaanbaatar của Mông Cổ. Tại đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cát Cường đã bắt bỏ phán quyết của BC cho rằng phán quyết này không có cơ sở pháp lý đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời nêu rõ các tranh cãi cần phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương giữa các bên liên quan trên cơ sở những yếu tố lịch sử. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ nhấn mạnh ý nghĩa của nhà nước pháp quyền và một giải pháp hòa bình. Tương tự Ngoại trưởng Philippines Yasei khẳng định tại Ulan Panto, Mania muốn thảo luận sự cần thiết để các bên tôn trọng phán quyết mới nhất của PCI. Ngày 12 tháng 7 trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục 7 của công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trên cơ sở đề nghị của Philippines đã đưa ra phán quyết cuối cùng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ Việt Nam hoan nghênh vì tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7 năm 2016. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Việt Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của mình về vụ kiện này như đã được thể hiện đầy đủ trong tuyên bố. Ngày 5 tháng 12 năm 2014, của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tòa trọng tài. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Nhân dịp này, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. sau phán quyết lịch sử của tòa án trọng tài thường trực quốc tế tuyên Trung Quốc không có cơ sở về đường lưỡi bò trên Biển Đông. Truyền thông nước này đã liên tiếp đăng tải những nội dung gây gắt, dè biểu và hiểu chiến. Dưới đây là chính phát ngôn hàng học nhất của truyền thông Trung Quốc. Phát ngôn thứ nhất, Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, viết ngày 13 tháng 7. Người dân Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ chính phủ một đòn giáng trả thích đáng nếu Mỹ và Nhật lấy kết quả phán quyết làm cớ gây căng thẳng chính trị và quân sự lên Bắc Kinh. Thứ hai, tờ China Daily viết trong bài xã luận ngày 13 tháng 7, phán quyết của tòa trọng tài chỉ là tờ giấy vô giá trị, vì đây chỉ là một công cụ chính trị. Phát ngôn thứ ba do tờ PLA viết, quân đội Trung Quốc không rung sợ trước những lời lừa gạt và đe dọa của bất kỳ ai, cũng như đủ sức đối đầu mọi thách thức dọa dẫm. Thứ tư, tờ Nhân dân Nhật Báo viết trên trang nhất ngày 13 tháng 7, bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc và quyền lợi trên biển đều là ảo tưởng. Thứ năm, Nhân dân Nhật Báo mạnh giọng ví von. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, bất kỳ sự khiêu khích lợi ích cốt lõi nào đều chẳng khác gì tự giết chính mình, giống như nâng một tảng đá và tự rơi vào chân mình vậy. Còn phát ngôn thứ sáu, Nhân dân Nhật Báo còn đăng tải một bức hình bản đồ Trung Quốc kèm đường chính đoạn phi pháp với dòng chữ. Một chút cũng không thể thiếu. Tâm băng đồ lãnh thổ Trung Quốc bao phủ Mông Cổ, một phần Nga và Trung Á cũng được chia sẻ thời gian gần đây. Thứ bảy, câu khẩu hiệu Nhân dân Nhật Báo rao giảng sau khi có phán quyết của tòa về vụ kiện Biển Đông là không chấp nhận, không tham gia, không thừa nhận, không thi hành. Thứ tám, một bức tranh biếm họa trên tân hoa xã vẽ hình philippines là một con khỉ với lời nói chúng tôi là nước nhỏ và các bạn là nước lớn tại sao không cho chúng tôi một hòn đảo nhỏ trung quốc được thể hiện bằng con cấu trúc đáp vậy có nghĩa là phải hiến đất mẹ như một món quà và nước nhỏ được phép hà hiếp nước lớn và cuối cùng là phát ngôn thứ chín video ca nhạc mang tên phán quyết Biển Đông, ai quan tâm, cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong clip có hình ảnh tàu chiến, máy bay chiến đấu và hai nữ quân nhân Trung Quốc cầm vũ khí là hai con dao. Việt Nam luôn sẵn sàng mọi biện pháp duy trì hòa bình ở Biển Đông. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông DOC. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay về tình hình Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài. Trước những dự đoán cho rằng Trung Quốc có thể gây căng thẳng ở Biển Đông sau phán quyết hôm 12 tháng 7 của tòa trọng tài, ông Bình khẳng định Đảng Nhà nước chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng mọi biện pháp để góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh ở khu vực. Người phát ngôn Bộ ngoại giao cho biết thêm, Việt Nam bảo lưu các quyền lợi ích pháp lý ở Biển Đông, trong đó có chủ quyền với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển được xác định theo luật biển năm 1982. Người phát ngôn cho biết Việt Nam đang nghiên cứu phán quyết và đã đề nghị tòa đặc biệt quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông ông bình nói việt nam sẽ xem xét các bước đi tiếp theo để bảo đảm các quyền và lợi ích quốc gia đối với việc báo kyodo news của nhật bản đưa tin asean sẽ không đưa ra tuyên bố chung sau phán quyết đường lưỡi bò ông bình cho biết các thành viên trong asean đều có trách nhiệm chung trong việc duy trì ổn định an ninh hàng hải ở biển đông ông bình nói lập trường nhất quán của asean là giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình bao gồm các tiến trình ngoại giao pháp lý trả lời câu hỏi vụ hải quân thái lan nổ súng bắn tàu cá tỉnh bến tre ông bình cho biết sau khi nắm tình hình việt nam đã yêu cầu phía thái lan khẩn trương tìm kiếm ngư dân bị mất tích theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng ngư dân tô hồng ngọc người bị cho là mất tích trong vụ này đã trở về việt nam an toàn Ông Bình nói Đại sứ quán Việt Nam đã thông báo sự việc cho phía Thái Lan để ngưng tìm kiếm và đang làm việc tiếp với các cơ quan liên quan để xác minh có biện pháp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân. Người phát ngôn khẳng định Việt Nam luôn hỗ trợ giúp đỡ cho ngư dân bám biển và duy trì việc đánh bắt thường xuyên tại các ngư trường truyền thống của Việt Nam từ bao đời nay. google maps xóa tên trung quốc ở bãi cạn tranh chấp với philippines Trang Google Maps hôm 12 tháng 7 đề cập đến bãi cạn trên bằng tên quốc tế là Scarborough. Trước đó, Google Maps xác định bãi cạn là một phần thuộc quần đảo Trung Sa của Trung Quốc. Bắc Kinh gọi nơi này là Hoàng Nham. Người dân Philippines đã mở một chiến dịch kiến nghị trang dịch vụ bản đồ trực tuyến này thay đổi tên gọi, ngừng xem Scarborough là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đơn kiến nghị trực tuyến thu hút gần 2.000 người ủng hộ. Inquirer dẫn thông báo của văn phòng Google tại Manila cho biết, Chúng tôi đã cập nhật Google Maps để khắc phục vấn đề này. Chúng tôi hiểu rằng những địa danh có thể gây tác động tâm lý sâu sắc, đó là những lý do chúng tôi nhanh chóng xử lý ngay khi được biết về vấn đề này. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo lớn Luzon của Philippines 220 km, nhưng cách đảo Hải Nam vùng lãnh thổ Trung Quốc gần nhất tới 650 km. Từ năm 2012, Bắc Kinh giành quyền kiểm soát bãi cạn này sau một vụ đụng độ với Manila. Philippines cáo buộc tàu tuần duyên Trung Quốc thường xuyên quấy rối ngư dân Philippines tại đây, trong đó có vụ chĩa súng, cướp cá của họ vào hồi đầu năm nay. Ngư trường dồi dào này là một đối tượng trong vụ kiện của Philippines lên tòa trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vạch ra để áp đặt chủ quyền. Động thái trên của Google Maps diễn ra khi tòa trọng tài ra phán quyết kết luận yêu sách đường lưỡi bò là không có cơ sở pháp lý, trái với công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Tòa khẳng định Trung Quốc không có tư cách lịch sử đối với các vùng biển ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về các quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên trong đường chín đoạn. Phán quyết cũng nhấn mạnh Trung Quốc đã can thiệp vào các quyền đánh bắt truyền thống của Philippines tại bãi Scarborough, làm trầm trọng thêm những tranh chấp với Philippines trong lúc các bên nỗ lực để giải quyết vấn đề. you <music>